Sáng ngày 28 tháng 1, mạng xã hội xôn xao trước nghi vấn Hải Tú gửi thư tình cho Sơn Tùng với nội dung mùi mẫn. Nguồn tin đăng tải cho biết, đây chỉ là một phần nhỏ trong email dài 4-5 trang anh nắm trong tay. Người này còn khẳng định Thì Bảo Trâm đã nhờ bạn bè xóa đi, nhưng những hình ảnh này vẫn được chụp lại và netizen truyền tay nhau với mức độ chóng mặt. Xưng hô em chủ tịch, đối tượng trong bức thư khẳng định muốn tỏ tình dù biết nửa kia đã có bạn gái. Nếu có cơ hội, em thật sự muốn được làm người dành cho anh tất cả những điều anh xứng đáng nhận được. Em chỉ cần anh thật sự hạnh phúc và bình yên khi ở bên em mà thôi, như vậy là đủ. Em xin lỗi vì đã tỏ tình với anh khi anh đang yêu người khác, trích từ bức thư. Cư dân mạng cho biết, người đăng tải từng là fan cứng của Sơn Tùng, nhưng sau này lại đứng về phía Thì Bảo Trâm. Anh cũng đã sớm xóa status sau khi bị netizen tràn vào tấn công. Dù vậy, đây chỉ là nghi vấn chưa được kiểm chứng cho người đăng tải từng là Sky fan của Sơn Tùng. Nhiều dân mạng cho rằng, rất có thể đoạn mail là một sản phẩm của Photoshop. Hiện tại, một số phóng viên báo chí đang liên lạc với ekip Sơn Tùng và người đăng tải để làm rõ sự việc.